Hello cả nhà, hôm nay bác gia chiến sự lại tiếp tục một hành trình quay về Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa nhé. Nơi đây thì cũng rất là gần khu du lịch, đó là suối Cá Thần hay thành nhà Hồ, một trong những di sản văn hóa của thế giới. Hôm nay thì thời tiết ở Thanh Hóa cũng khá là tốt, trời là râm nhá. Và hôm nay thì cũng bác gia chiến sự cũng trở lại quay lại Cẩm Thủy và thăm vườn cây của anh Thành. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng vào nhà anh để thăm cây của anh nhé. Ok. Rồi, chào anh nhá. Thưa quý vị và các bạn, đây là nhà anh Thành ở xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay thì rất là vui. Bà trai chính sự cũng có dịp tác nghiệp ở đây và cũng ghé qua thăm vườn anh. Và anh cũng có nhu cầu là bà trai chính sự xử lý cho anh một số những tác phẩm và tại trên vườn nhà anh. Xin phép anh là bây giờ là được ghi một số những hình ảnh tại vườn anh để cho khán giả yêu cây trên cả nước cùng chiêm ngưỡng nhá. Chào bà trai chính sự, chào anh em chơi cây trên cả nước nhá. Okay. Hôm nay trên kênh bà trai chính sự tôi cũng xem nhiều rồi. Và gặp mà chú trên kênh của chú tôi rất là ngưỡng mộ chú. Okay. Mời chú vào chỉnh sửa cho một số cây ở trong vườn. Vâng. Cảm ơn anh Thành nhé. Anh Thành là một trong những người ở trong cũng rất, quý vị thấy rất là đẹp trai nhá. Ok anh. Khuôn viên của anh thì cũng nho nhỏ thôi nhưng mà tôi thấy rất là nhiều cây đẹp. Ở đây đằng trước của anh là có một số những tác phẩm, các bạn thấy là bệ bãi cũng rất đẹp nhá và gần như là rất già. Đây các bạn thấy là một cây xanh nằm trên một cái chậu cũng đẹp. Các bạn thấy nó bệ nó queo vào nhá. Về tuổi là rất khá rồi. Cây này anh chơi lâu chưa anh ơi? Cây này chơi tôi lấy về nhà là 15 năm rồi. À, tức là anh cũng đã sở hữu 15 năm nay và chăm sóc nó nhá. Tiếp bên cạnh là một tác phẩm cây đơn cũng được cắt khá gọn này. Một cây xanh Nam Điền có một ông lão nằm trên một cái chậu đá cổ nha các bạn nha. Những chậu đá này thì bây giờ rất có giá trị. Ở Thanh Hóa trước đây là rất nhiều nhưng bây giờ cũng ít rồi anh nhỉ? Bây giờ hiếm lắm. Vâng. Trước đây thì một số anh em ngoài khu vực Hà Nam, Hà Tây, Hà Nội thường vào đây săn lùng các bể đá cho nên là bây giờ cũng khan hiếm rồi. Ở bên cạnh anh có một con cây Nam Điền cũng khá già và đẹp nhá. Anh có thể đọc số điện thoại cho khán giả được không ạ? 0989. Vâng, 0989 nhá. 272 322. Đấy là số điện thoại của anh Thành tại Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa các bạn nhá. Một trong những người chơi cây ở tại Cẩm Phong cũng khá lâu rồi và tôi thấy rằng những tác phẩm ở trong vườn anh cũng khá già và đẹp. Đây nha, một tác phẩm tràn chậu các bạn nhá. Lúc này anh cũng đang nuôi lồng một cái chậu ở ngoài nữa. Tiếp đến là một cây mẫu đơn. Hoa này màu đơn đỏ đúng không anh? Đơn đỏ. Đơn đỏ. Da các bạn thấy da nó nứt xù xì nhá, rất đẹp. Cái này là vành 40. Vành 40 các bạn nhá. Chiều cao nó đang khoảng 90 phân đúng không? Tầm 90 phân 1 mét. Đằng sau cũng là một tác phẩm xanh Nam Điền. Ruối nhờ, anh cũng chơi rất đa dạng. Ruối này, lộc vừng này. Một con ruối cũng rất xù xì nhá. Ở phía sau là một tác phẩm mà... Ôi, một tác phẩm lộc vừng mà anh cũng chơi rất là rụt rịt nhá. Đấy, các bạn thấy chơi được lâu chưa anh ơi? Chơi 30 năm rồi đấy. Ồ, chà, anh chơi tác phẩm lộc vừng này trên 30 năm nhưng mà vẫn xuống đao các bạn nhé, các bạn thấy đấy. Bây giờ vẫn luôn luôn sẵn sàng có đao để xử chạm nếu như bị đơ. Phong cách bây giờ các bạn thấy rằng đặc biệt như anh Thủy cũng đã giao tiếp ở các tỉnh thành như khu vực Hà Nội, Hà Nam hay Hà Tây. Thì các bạn thấy rằng phong cách chơi bây giờ là chơi rụt rịt. Nếu các bạn còn tiếc thì rất khó để có được những tác phẩm đẹp.
tôi sẽ quay tiếp tục trở lại phía đằng này cho quý vị và các bạn. Chào anh em mới vào đây nhá. Vâng, chào anh nhá. Wow, mới có một cái phôi khủng anh ơi. À, anh Thành mới mua một con phôi khủng, các bạn thấy còn đang trên chậu nhá. À, dáng cũng rất là bay lượn. Tôi thích cái dáng nghệ thuật này. À. Hôm nọ đi Sơn Tây mua về đấy. À, hôm nọ anh đi triển lãm ở Sơn Tây nhá. Và cũng mang được tác phẩm rất khủng này về. Ở phía sau thì có một tác phẩm rất u cục nhá các bạn ơi. Wow, này trông cũng gớm nhá. Đấy các bạn thấy nhá. Ok, tôi lại tiếp tục cho quý vị và các bạn một con phôi khủng này có các bạn thấy nó rất là 3D nhá. Đó. Hôm nay thì rất có thể là anh lại nhờ bạn trai chiến sự đục đẽo ở đây rồi. Đoán đoán đi thôi nhưng không biết có đúng không thôi. À, các bạn cũng đã theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự ở tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. À, hai bạn trẻ cũng đã giao dịch một tác phẩm Tiên Nữ Ráng Trần phiên bản 3. À, sau khi mà đục đẽo xong thì một bạn trẻ mới ngoài 20 tuổi, mới cưới vợ nhưng mà cũng sẵn sàng chi tiền ra để nuôi tác phẩm đó. Ở phía sau là một cây dưới rất đẹp. Đây là mặt sau các bạn nhé. Tôi sẽ ghi tổng thể tác phẩm cây dưới này cho quý vị và các bạn theo dõi. Đây là mặt tiền. Anh ơi, Chí Phèo đi đâu mà thì nở ngồi mỗi mình này? Chí Phèo say rượu nằm ngủ rồi. Ồ, Chí Phèo lại còn say rượu nữa thì để thì nở ngồi mỗi mình thế này. À, tác phẩm cây dưới này rất đẹp. Rất đẹp các bạn nhá, bông tay. Phải nói là... Cái này cũng đi triển lãm mấy lần rồi. Đã đi triển lãm Thanh Hóa về đâu anh? Ở Triệu Sơn cũng. À mà. Triệu Sơn, vâng. Cái này anh sở hữu lâu chưa? Cái này tôi làm 15 năm. 15 năm rồi nhá. Cái này bây giờ mà giao dịch thì anh có giao dịch không anh? Nếu mà anh em thích thì cũng giao dịch. Ok, quý vị và các bạn có nhu cầu. Hơi nặng tiền thôi. Quý vị và các bạn có nhu cầu tác phẩm dưới này nghệ thuật nhá. Tuổi tác cũng như thân u cục xù xì rồi. Thì quý vị các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của anh Thành. Không biết là anh có tiết lộ giá hay là chờ quý vị gọi điện đây. Thì anh em nào thích thì phải vào xem thực tế thì... Ok, quý vị cũng như anh chia sẻ, quý vị nào mà thích thực sự tác phẩm này thì đến xem trực tiếp nhá. Ở Bản Giải Tiến Sự ghi hình đây nó cũng chỉ gọi là phác họa mà thôi. Tất cả chúng ta đều phải là tận mắt. Lúc này Thị Nở đang chờ bác nào mang tiền đến nhá. Cứ tiền đến dắt là Thị Nở đi ngay. Tiếp sau là bao nhiêu đây? Wow, một tác phẩm. Cái này là ôm chậu đá anh ơi, tràn chậu à? Ôm cái chậu đá cổ đấy. Ui gớm nhỉ, đây các bạn ơi, tràn một cái chậu đá cổ nhá. Chậu đá chứ không phải là gì nữa, các bạn tôi đưa ống kính gần này. Ôm một cái chậu đá cổ ngày xưa nhá. Cái này như kiểu là múi bí ngô anh. Kiểu kiểu đấy. Kiểu múi đúng không? Cái chậu đá kiểu múi các bạn nhá. Tiếp tục tôi. Đây anh có một cây xanh rất khủng nhá. Cây này dễ mà anh cũng lại bảo tiến sự xử lý vào rồi. Nhìn cái kiểu này thôi. Ok. Ở phía ngay cổng vào tôi thấy cũng có một phôi rất là khủng. Không biết là tôi đến gần xem thế nào. Wow, cái điểm trên rất quái các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không? Rất quái và rất hay nhũn nhá. Bây giờ một trong những cái điểm nhũn như thế này là rất mốt. Và được rất rất nhiều anh em ưa chuộng. Bây giờ thì các cái phần thô, phần cứng thì đều xử lý hết. Cho nó được nhuyễn ra. Quay trở lại tác phẩm phía mặt sau các bạn nhé.
mặt sau của cái ôm đá A Chàn chậu đá cổ là rất đẹp. Anh còn cây chỗ nào nữa không anh ơi? Đằng sau đây. À đằng sau nữa à? Vâng. Bác gì mới đến chơi à? Bác có cây chơi cây không? Có chữ cây phôi bán cho nhà vườn hết rồi. À. Một cái si búp tía các bạn ơi, cũng rất già và có điểm rất hay nhá. Đấy. Si tía các bạn nhá. Ở bên cạnh thì có một cây sung rất đẹp. Cây sung này có kiểu cách là bạt phong hồi đầu. Những chùm sung khá sai. Đây các bạn nha. À, này mà vỡ được một cốc rượu mới lại mấy cái nem thì xong rồi đấy. Cũng lại theo chú Chí Phèo vào ngủ luôn. Dưới đấy, cây dưới này cũng là bên cạnh là một cây dưới nghệ thuật các bạn nhá. Rất nghệ thuật. À, tôi sẽ lấy tổng thể cây dưới này. Hiếm có. Đúng rồi đấy. Tôi sẽ quay các góc cạnh cho quý vị và các bạn theo dõi tác phẩm dưới này. Rất đẹp. Gần như là đi các góc thì các bạn thấy nó rất là đẹp nhá. Ở bên phía trong có một cây đa cũng gốc rất là vô cùng. Nó tràn an anh ơi. Ở đây gọi là cái an ngày xưa các bạn nhé. Đây là một cái an tròn. An nó khoảng 70-80 gì đấy. Phía trên là rất ưu cục và anh cũng chơi phong cách đang cắt giật, cắt truyền nhé. Ở phía trên đó. Ở tiếp theo phía trong anh có một cây đơn thì anh cũng có nhiều đấy. Tuy nhiên thì những cây xanh mà nó có đường lối, tôi muốn ghi hình cho quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Chiến Sự mà thấy hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký cũng như bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Bonsai Chiến Sự có mặt và tác nghiệp ở khắp các tỉnh thành và cũng như cách làm cây để quý vị các bạn có thể cùng tham khảo thôi. Đây là cây dưới anh. Một khôi dưới cũng rất đẹp nha. Hình như đằng sau anh còn cây đúng không ạ? Đằng sau còn là phôi. À phôi. Có phôi nào khủng em giới thiệu được không? Có. À anh nói về đằng sau vẫn có khôi khủng nhá. À, mời anh dẫn em đi ạ. Đi. Đây là phía sau của anh nhá. Một cây dưới cũng trông rất là hay các bạn nhá. Như một rừng dưới vậy. Và nó cũng có một cái nét giống như một con cái đầu một con gì đang kéo như kiểu đang kéo như kiểu đang chở kéo ngựa, đang xe. Ngựa kéo xe các bạn nhé, như kiểu đang kéo cây. Đấy, đi lên này. Đó, một rừng dưới nhá. Ok. Rồi, lúc này chúng tôi theo chân anh ra phía đằng sau. Các bạn thấy đằng sau ở đây cũng là giáp những quả núi các bạn nhé. Ở đây thì núi non là quá nhiều, trùng trùng điệp điệp rồi. Đấy các bạn thấy ngay bên là vách núi nhá. Quang cảnh rất là đẹp. Ở phía sau thì anh có một phôi Nam Điền dáng lão. Anh cũng đang nuôi u cục các bạn nhé. Chứng tỏ là anh cũng rất là tham khảo cách chơi từ phía ngoài. Và tất cả những cái phần cành răm thở anh đều nuôi u cục. Phôi này chơi được lâu chưa anh ơi? Này lấy về 3 năm rồi. 3 năm rồi. Những cái răm thở này là từ ngày đấy hay là khoảng 2 năm anh? Răm thở là từ ngày đấy luôn. À, đây các bạn thấy nhá. Anh cũng nuôi 3 năm rồi. Và xác định tác phẩm này là từ 7 năm nhá các bạn nhá. Và lúc đó thì
có bông, có cành và có các cái đường u biếu rồi. Ok, ta lại về đằng trước anh nhỉ. Xem bằng này không? Vâng, vâng. Em bán 5 triệu. Em là bác tài chiến sự, bác tên gì? À, Diệu. Bác Diệu à, cũng gần đây. Cũng gần đây rồi. Còn đến trưa em qua em thăm. Dạ. À, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi quý vị và các bạn cũng đã theo dõi trên kênh Bonsai Chiến Sự, và Bonsai Chiến Sự cũng giới thiệu tại vườn cây nhà anh Thành tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. À, nơi đây quý vị có dịp về thăm suối Cá Thần hay Thành Nhà Hồ, có thể ghé thăm qua vườn cây của anh nhé. Và thời lượng chương trình video Bonsai Chiến Sự cũng xin khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Ok, chào tất cả các bạn.